Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một dòng xe City Bike, xe Gian XF City. Vâng, hôm nay là một chiếc xe cực kỳ mới thôi nhé, em đánh giá là trên 95%. Chiếc xe này được trang bị phanh đĩa dầu thủy lực và bộ lốp của Shimano. Tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Vâng, bây giờ sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, chiếc xe có tông màu là xanh dương các bác nhé, rất sáng và bóng. Em đánh giá hình thức trên 95% về đồ mới, hầu như rất ít những vết xước. Em quay này em cũng không nhìn được một vết xước nào rõ cả. Em sẽ lướt qua chậm hình thức xe. Các bác nhìn thấy đồ mới của chiếc xe này, rất là bóng nhé, đây là một vết xước và vết bóng luôn. Có ánh sáng rất ít khi về em vào xe, về một chiếc xe Gian XF City mới như này. Đây càng nhôm, khung nhôm càng nhôm. Với bộ khung, với công nghệ khung của Gian thì rất là nổi tiếng thế giới rồi, về chất lượng và độ bền. Yên rất là êm có nhé, khá êm. Chiếc xe rất ít được sử dụng nên vẫn giữ được, các bạn có thể thấy đây là lốp của hãng Gian, lốp chưa được thay thế thôi nhé, chưa bị thay thế. 735c có chữ Gian này. Đây là chữ logo của Giang. Với bộ khung rất là nổi tiếng của riêng dòng xe Giang là Alouis, công nghệ nhôm độc quyền em giới thiệu qua rồi ở những video trước. Vành nhôm hai lớp, đây là bộ clip của xe, clip của Shimano các bác nhé, Shimano đây, 2, 4, 6, 8, 8 tầng clip, và cù đề của Shimano Tourlay TX. Cái dòng City Bike này các bác có thể đi đường phố, đi dạo đường phố, đi đạp thể thao ở những đường khung đường đẹp, đường bằng, bằng phẳng, rất là phù hợp. Thì sau đây là bộ phanh đĩa dầu thủy lực. Xe trang bị bộ phanh đĩa dầu thủy lực các bác nhé. Gạt đĩa của Tourlay, Shimano Tourlay. Với bộ đùi đĩa 3 tầng. Nghĩa dầu thủy lực của Techo các bác nhé, em có ghi đây. Bộ tay bướm xả của Shimano, 8 tầng và 3 tầng bên đĩa. Cho các bác là 24 tốc độ, các bác thay đổi. Còn đây là vành trước, vẫn giữ được lốp của Gian. SX3 và bộ phanh đĩa dầu thủy lực và đồ đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Không, bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao không đúng của xe. Xe có size đứng là 44 các bác nhé.
53. Vừa gác từ 1m6 đến 1m7 vừa xe này. Tầm size S. Cái 8 tầng lip của Shimano. Lên lip. Xuống lip. Vâng, cửa động rất tốt. Bên tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng. Xuống đĩa. Lên đĩa. Bánh quay rất là bo đó nhá. Lốp bảng to của dòng Touring. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe gian Kiếp City. Phiên bản có phanh đĩa dầu thể lực. Và chiếc xe được bán tại cửa mức giá là 7.900.000. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền. Và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7093 để xem hình chi tiết chiếc xe bên YouTube cho dõi anh kia xe đạp. Và nhớ thích chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đạp có tại của em. Cảm ơn các bác theo dõi video.